ba lỡ gà vô ba chê thì gơ cha răng ai văn hai ai văn cha chạm mắt chú cha ai dùm ba chen thì ba ni năng và tha đanh đê nà gơ ba lỡ gà vô ba chê thì gơ ai văn cha răng cha ba chen chăn dục lùa chê lùa từng có một đi chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức, con hành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Và kính chào cô Ái Minh, Diễm Nguyễn vừa vào đạo tràng. Và kính mời bàn tay cô Ái Minh. Và sa thú bàn tay Phổ Biển, mời Phổ Biển nghe. Dạ con Phổ Biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên cùng, và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú kinh số 135. Giá tha đằng đề na gồ bà lô gà vô bà chê tí gồ cha rằng ê văn cha rà cha mắt chú cha à dùm bà chèn tí bà ní nằng giá tha đằng đề na gồ bà lô gà vô bà chê tí gồ cha rằng ê văn cha rà cha mắt chú cha à dùm bà chèn tí bà ní nằng giá thà đằng đề na gô bà lô gà vô bê bà chê tí gô cha rằng ê văn cha rà cha mắt chú cha à dùm bà chèn tí bà ní nằng với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: người chăn dùng gậy lùa dê lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin gửi mic lại cô Nhật Quỳnh ạ. Con cảm ơn đọc tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn Phổ Biển Quy Nhơn. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiền phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 135. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, Phổ Biển Quy Nhơn, Minh Quá Thanh Á, Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, cô nghe pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 136. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu từ từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 136. Dạ kính lạy cô tu nữ Tham Má Cha Rí vừa vào đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha.
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trịnh Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng. Thành kính đảnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp của kinh số 36 từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh này. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử, quý cô tu nữ, một tuần nữa đã trôi qua, cũng rất là ngắn ngủi. Chúng ta rất là hạnh phúc khi mà mỗi một ngày còn được sống mà còn được nghe giáo pháp. Mỗi một ngày thì có rất nhiều người chết, rất nhiều người đi tái sanh, rất nhiều người vào bệnh viện, rất nhiều người bị câm bị điếc, rất nhiều người bị tai nạn bị chết, không có được nghe giáo pháp. Do vậy mà thật là hy hữu khi mà chúng ta được sống từng ngày được nghe giáo pháp của Đức Phật. Vào giờ này chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ ân đức Tam Bảo, sau đó chúng ta chia sẻ diệu pháp của Đức Thế Tôn. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwami Swakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagawato Sawakasangho Sanghang Namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy của chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Chỉ những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo giáo pháp của Ngài, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc đời này, đời sau và ra khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt đức phước lành và nhất là thành tựu các ba la mật, nhiễu ngộ được lý thứ thánh đế và chứng đắc đạo quả niết bàn. Phước báo cho đảnh lễ ân đức Tăng Bảo Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, kính dâng đến cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ bậc hữu ân, và cái phước lành này đến tất cả chư dạ xoa long vương, càng khắc bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa ở gần ở xa khắp mọi nơi. Nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an vui tấn hóa và có trí tuệ thù thắng, sớm trở thành con của Đức Phật đích thật. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin chia sẻ câu kệ số 136 và
Phần đầu thì chúng ta trích nghĩa từ vựng trong cái câu kệ này. Trước khi trích nghĩa từ vựng, con xin đọc cái câu kệ này có bốn đoạn. Atha papani kammani karambano na pucchati sehi kamhehi dummetho akgi datho vatapati. Và được ngài dịch nghĩa Việt là: và trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không có được sự sáng suốt do các cái hành động của mình, là một cái kẻ trí tồi, bị dằn vặt, tựa như là bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa. Bài pháp này, cái câu kệ này thực sự mà nói, trong cái buổi thời bây giờ thì chúng ta biết nè, ngay như trong giáo pháp của Đức Phật ấy, thì những kẻ làm ác rất là tinh xảo và ngụy biện vô cùng vô tận. Chỉ chúng ta hiểu pháp thì chúng ta mới thấy được rất nhiều những cái kẻ ngu, người ngu mà đang khoác trên mình những cái chiếc áo cà sa và những cái ở bên ngoài mang tiếng là con của Đức Phật, nhưng mà họ biện luận đủ điều để cho cái giáo pháp mà nó dần dần nó sẽ biến mất, nguy hiểm lắm thưa quý vị. Nó thực sự là nó rất là đau lòng khi mà chúng ta là những người con Phật chân chánh thực sự học hiểu, thì chúng ta nhìn vào cái giới luật, cái cách cư xử, cái cách hành động, thì chúng ta thấy có nhiều người tu cả mấy chục năm nhưng mà nó thua một cái người cư sĩ rất đỗi là bình thường, mà họ cũng chưa có học hiểu kinh Phật nhiều. Thì nói chi đến mà chúng ta biết là kẻ ác, Đức Phật không có chỉ ở thế giới bên ngoài đâu. Thế giới bên ngoài thì nó mênh mông lắm. Ngài nói lên cái người mà đến đây á. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái từ vựng này ha. Cái từ Atha Papani Kammani Karanang Bando Nipuchati. Từ Atha là cái liên từ, nó chỉ cho cái liên từ, nó nhấn mạnh là và. Còn cái từ Papani thì chúng ta biết rồi, nó là một cái danh từ, nó một cái từ Papa. Nó tính mà nó chia theo đối cách số nhiều. Là các việc làm ác. Từ căm má lý, tức là căm má thì nó cũng là danh từ trung tánh chia đối cách số nhiều. Cái sự việc làm, hành động, cái tư tác ý của chúng ta bằng thân bằng khẩu đó. Còn cái từ cá răng tức là chúng ta biết là nó là cái động từ. Nó là cái động từ này, nó chỉ cho cái việc làm, hành động. Căn của nó ca. Ở đây thì nó là nam tánh, nhưng nó chia theo hiện tại phân từ, nên nó gọi là nó được cái nghĩa là căn. Chia theo chủ cách là trong khi làm. Trong khi làm. Và cái từ tiếp theo là cái từ Bucchetti. Cái từ ba lô thì chúng ta biết rồi. Từ ba lô là chỉ cho cái ba lá, chỉ cho cái kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây tức là bị cái si mê nó chi phối ha. Kẻ ngu ở đây là tâm trí của họ chỉ lao đầu theo cái danh, cái lợi, cái lời của kẻ khác mà không có sự suy xét cho nó đúng đắn trên cái cương vị nào cho nó đúng. Nên là được gọi là cái kẻ ngu. Kẻ ngu thì nó chỉ chạy theo cái tự ngã của mình và những cái lời của kẻ khác, chỉ làm theo chứ không có ý thức được những cái việc làm đúng hay sai. Thì ba lá nó chỉ cho như vậy. Ba lá là cái kẻ ngu. Và cái từ lá thì nó biết, chúng ta biết là lá nó là một cái nhưng từ chỉ không. Cái từ bút chất tí thì nó là cái động bút
cộng với giá cộng tí. Ở đây thì nó chia theo hiện tại, nó chỉ cho cái sự sáng suốt hiện rõ, sáng suốt hiện rõ. Tiếp theo, cái từ vựng tiếp theo là cái từ xe hí. Xe hí, xe hí của nó ở đây nó là cái từ xá, nó chỉ cho một cái đại từ ở đây trung tâm, mà nó chia theo sử dụng cách là do các hành động của mình, do các hành động của mình, do các cái hành động của mình. Từ căm mê hí, căm mê hí là cái từ, cũng là từ căm má đó, danh từ trung tánh, sử dụng cách số nhiều, với việc làm bằng hành động. Từ đung mê thô, đung mê thô, từ đung mê thô là nó là cái nhóm từ hợp từ nam tánh chủ cách. Ở đây là kẻ trí tồi hay là người thiếu trí, người mê muội. Còn cái từ đú, đú mê thô đó, đú mê thô tức là cái từ đú thì nói có cái nghĩa là thiếu, khỏi, xấu, xa, tồi tệ. Từ mê tha là cái danh từ trung tánh, là chỉ cho trí. Như vậy thì cái trí nó có rất nhiều từ, mê tha cũng chỉ cho trí này, quýt cha cũng chỉ cho trí này, panh nha cũng chỉ cho trí này, sanh nha cũng chỉ cho trí này. Thì chúng ta biết là trong Bali ấy, ngài sử dụng rất nhiều cái từ để chỉ cho trí, để cho chúng ta thấy được nhiều cái loại trí khác nhau. Do vậy mà khi chúng ta hiểu pháp đó thì cái nghĩa là sao? Khi mà cái trí tuệ của chúng ta nó sanh lên đó, mỗi một người người ta hiểu pháp theo cái kiết hạnh khác nhau, nhưng nó đều đúng vào chánh pháp của Đức Phật hết. Cái trí tuệ nội tại mà nó đã sanh thì ở cái vùng miền nào người ta giảng giải theo, cái vùng miền đó nó đúng, đi đúng theo cái con đường tứ thánh đế này, không thể sai xa khác được. Mặc dầu là ở bên ngoài những cái này cái kia, nhưng mà nó rất là khế hợp với giáo pháp của Đức Phật. Nên là chúng ta thấy là khi mà trí tuệ nó sanh đó, thì cái năng lực của nó là vô biên. Tùy theo cái ba la mật của cái từng người đó. Nên là khi mà chúng ta ngài nghe ngài A Chan, ngài A Chầm Cha này, chúng ta nghe ngài Tê Chánh Ý Giá này, chúng ta nghe ngài Ochotika này, chúng ta chớ có vội kết luận là ngài ngài này đúng, ngài này sai. Khi nào chúng ta có trí tuệ thì chúng ta thấy tất cả các ngài đều đúng hết, đều đúng hết. Thì cái từ mê thá là cái danh từ chúng tánh chỉ cho trí ha. Và cái tiếp theo nữa là cái từ ác ký đắc thô. Nó là một cái hợp từ hay là nhóm từ ác ký cộng với đắc thá. Đây là nam tánh chia theo chủ cách, là bị đốt, bị thiêu. Ác ký là cái ngọn lửa ha, hay là đã được lung lấu bởi cái ngọn lửa. Cái từ ác ký thì chỉ cho lửa ha. Lửa ở đây á, chúng ta cái câu kệ này là lửa gì? Lửa sam, lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa của các dục và lửa của các cái cảm thọ này nè. Lửa của các cái cảm thọ, khi mà ác nghiệp nó đẩy lên thì những cái cảm thọ này nó bốc lên những cái nó kết hợp với cái thân, nó bốc lên những cái lửa mà nó thiêu đốt làm cho chúng ta lắm, nó khó chịu ha, chứ không phải là cái lửa như lửa bình thường của mình. Cái từ đát thá, cái căn của nó là căn đát, và ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã được lung lấu ha. Như vậy con đã trình bày xong cái ý nghĩa của cái câu kệ này với cái từ vựng này như vậy. Và ở đây được ngài dịch bài thể năm kệ: người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu, bị
lung nấu như lửa. Đó là thể kệ mà Ngài Minh Châu Ngài dịch, chúng ta rất là dễ hiểu khi mà Ngài dịch với thể kệ này. Và cái bài kệ này thì chúng ta qua cái giai đoạn thứ hai, đó là nói về cái tích truyện của cái câu kệ này. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến một cái loài ngạo quỷ mình chăng gọi là Achagara. Và chúng ta biết là cái loại ngạo quỷ đó thì nó có nhiều cái loại ngạo quỷ thì có thể thấy được bằng mắt thường tùy theo cái nghiệp, nhưng mà có loài ngạo quỷ thì cái thân tướng của họ mặc đầu họ lơ lửng trên hư không ngay bây giờ vẫn có đó, nhưng mà phải có những cái bậc hiền trí, các ngài có những cái thiên nhãn thông thì các ngài mới thấy được cái cảnh giới của loài ngạ quỷ này, bởi vì cái sắc của họ rất là tế. Thì cái câu chuyện này, một thời nọ đó thì trong khi mà đang đi với trưởng lão Nakhana từ cái núi Kỳ Sà Quật đi xuống cùng với ngài trưởng lão một kiền liên là ngài Mukkanala. Lúc bây giờ thì ngài Mukkanala với cái duyên đó thì cái thiên nhãn thông của ngài đó mở ra và ngài thấy một cái con ngạ quỷ mình chăng dài đến 25 do tuần và lửa nó cháy từ cái ngọn lửa bốc lên đến đuôi và từ đuôi đến ngọn lửa bốc lên. Đến đầu. Nói vấn đề này thì chúng ta cũng không tin mấy đâu, phải không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái thế gian này, chúng ta thấy rất nhiều người bị thiêu cháy hết những cái da của nó nhưng mà vẫn sống. Và các cái cơ của nó co lại hết và họ sống vẫn mấy chục năm như vậy. Cái đó còn tệ hơn là ngạ quỷ nữa. Cái đó là có thật, phải không? Nghiệp nó bất khả tư nghì là như vậy. Nên là kẻ ngu á thì họ chỉ lao đầu vào cái việc ác thôi. Họ thấy được những cái tâm hành này nó cho ra quả là vô cùng tai hại. Chính vì vậy mà có cái loài ngạ quỷ này, khi mà thấy cái loài ngạ quỷ mình chăng này dài đến 25 do tuần như vậy, từ đầu nó hai phía ngọn lửa bốc lên và đi vào cái khoảng giữa của nó. Khi đó thì Đức Mục Kiệt Liên ngài mới thấy, ngài Múc Canh La Lá ngài thấy vậy thì tâm của ngài mỉm cười. Và lúc đó trưởng lão Nát Khá Ná mới hỏi về lý do cười đó thì ngài mới đáp: này đạo hữu, cái này không phải thời để giải đáp cái câu hỏi này. Chừng nào đến trước Đức Thế Tôn rồi đạo hữu hãy hỏi lại tôi. Và chúng ta thấy các bậc hiền trí khi bắt đầu le lói cái trí tuệ sanh lên rồi là tâm của các ngài vô cùng cẩn trọng. Nó không như là những cái kẻ phàm phu mà bừa bãi được nữa, thưa quý vị. Ngay kể cả cái người, bất cứ một cái người Phật tử nào, bất cứ một cái vị sư nào bắt đầu le nói cái trí tuệ từ trong tâm, hiểu về dần các pháp, về danh, về sắc trong đời sống này, là bắt đầu cái sự cẩn trọng về thân khẩu ý, về các căn của họ. Họ không, bây giờ họ không thích giao du, họ thấy được và rất là cẩn trọng trong cái cư xử, thì chúng ta mới để ý thấy được rằng là đó là điều đặc biệt. Chỉ có trí tuệ nó sanh lên nó mới làm được công việc như vậy thôi, chứ còn trí tuệ nó không sanh lên thì không có ai làm được những cái điều như vậy cả. Chính vì vậy mà thế giới này chìm trong đau khổ, chìm trong bóng đêm, vô minh nó phủ kín hết. Nó phủ kín hết, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta
không có hiểu giáo pháp của Đức Phật thì rất là nguy hiểm. Nói rồi thì hai cái bậc trưởng lão bước vào cái thành Sawatthi và ngài đi khất thực. Khi mà đi về đến trước Đức Tôn thì trưởng lão Lắc Khánh lại nhớ lại và liền hỏi lại liền, và trưởng lão Múc Canh Na Lá mới đáp với người bạn hữu của mình rằng: này đạo hữu, lúc ấy tôi đã thấy một cái con ngạ quỷ, vì cái thân hình của nó vô cùng kỳ dị, tôi chưa từng thấy như thế bao giờ, cho nên tôi mỉm cười. Thì lúc bây giờ Thế Tôn, ngài là bậc toàn tri mà, ngài mới xác định lời nói của ngài Múc Canh Na Lá: này chư tỳ kheo, quả thật thinh văn của ta đó đều có chánh kiến như thế cả. Rồi ngài nói rằng: này các tỳ khưu, ngạ quỷ ấy chính ta đã từng nhìn thấy sau khi mà Đấng Như Lai chứng đạo dưới cái cội Bồ Đề. Lúc đó cái toàn giác trí của ngài, ngài thấy tất cả những cái tam thiên đại thiên thế giới, những cái chúng sanh ở xa như thế nào, với cái thiên nhãn và với cái tâm thông của ngài thì ngài đều thấy hết. Nhưng mà ta không nói ra, vì sao vậy? Vì e rằng những cái người không có tin lời ta thì ắt không có được lợi ích. Thì lúc bấy giờ ngài Múc Canh Na Lá làm chứng, nên là ta mới nói: chư tăng hỏi về tiền nghiệp của ngạ quỷ đó, nếu mà bình thường thì người ta không có tin. Nếu mà Đức Thế Tôn chỉ nói xong cái ngạ quỷ đó, nhưng mà đằng này Đức Thế Tôn mới giải thích cái loài ngạ quỷ này là tại sao, cái nghiệp gì mà nó tăng tái sanh vào, thì Đức Thế Tôn mới bèn giải thích rằng: trong thời Đức Phật Ca Diếp á, Kassapa đó, thì có một cái người bá hộ tên là Sumangala đã lót gặp bằng vàng một cái khoảng đất khoảng 20 asupa, và đã xuất gia, đã bỏ ra một cái số tiền rất là lớn như thế nữa để mà kiến tạo một cái ngôi chùa, và xuất thêm một cái số tiền tương đương như thế để khánh thành cái ngôi chùa đó. Thì một hôm bá hộ này viếng Đức Phật từ sáng sớm và đi đến cái cổng thành đó, thì thấy một cái kẻ trộm nằm trong cái trại, và đầu nó trùm bằng một cái chiếc y vàng, hai chân của nó thì dính đầy bùn. Và cái ông bá hộ mới nói rằng: ngươi có chân dính đầy bùn chắc đã đi trong ban đêm mới về nằm đây. Thì cái tên trộm dở y trường mặt ra và thấy bá hộ, thì lúc đó nó mới buộc cái quan trái với cái ông rằng: rồi đây ta sẽ tìm cái cách mà đối phó với cái ông này. Chúng ta thấy không, kẻ ngu thì ghê lắm. Và lúc đó anh ta lén lút với cái lời ông bá hộ, ông chỉ nói một cái lời chân thật như vậy thôi, nhưng mà cái anh này vì cái quán anh sợ rồi, anh nghĩ rằng cái ông bá hộ này như thế này như kia, và anh đem cái sự thù oán đó, và anh bắt đầu lén lút anh đốt cái ruộng và đốt nhà của ông bá hộ này, mà đốt tới 7 lần, và làm rất nhiều những cái chuyện ác để mà trả thù, cũng chưa nguội giận. Và cái tên trộm này nó còn tìm đến làm quen để kết bạn với cái người hầu riêng của cái ông bá hộ này, rồi nó lừa bịp, nó hỏi và cái ông bá hộ ưa thích cái gì, và khi đáp thì ngoài cái hương thì ông bá hộ không còn ưa thích cái gì hơn nữa cả. Thì nghe vậy tên trộm nó mới quyết tâm: ta sẽ đốt rụi cái hương mới hả lòng căm giận của ta. Và chờ khi Đức Phật vào thành khất thực thì cái tên trộm nó mới lẻn vào, nó đột nhập
nó đập bể tan những cái vỏ nước uống, nước xài, rồi nó châm lửa, nó đốt cái hương thất. Mà cái hương thất nó lại của Đức Phật Kassapa nữa chứ. Và hay tin cấp báo thì cái hương thất bị đốt, thì cái ông bá hộ này ngay trong lúc lửa còn cháy thì nhìn cái hương thất đang cháy, đã không may và vì ông kính Đức Phật nên là tâm của ông này khởi lên cái phiền muộn, buồn phiền. Và ông còn ông này thì ông này không còn ông vì lòng tôn kính Đức Phật nên là ông cũng không có mảy may cái chút buồn phiền, và ông ấy còn rất là cười vui. Khi đó thì dân chúng mới đứng gần ông ta thấy lạ liền hỏi: thưa chủ, tại sao ông đã bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thất mà ông lại vỗ tay cười khi nó đang cháy như vậy? Này bà con, bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn trong chỗ đặc biệt của, là nơi Đức Phật giáo pháp và chư tăng, không có sự tai hại nào cả, nhất là lửa có thể lấy mất được. Và lại ta sẽ có cái dịp xuất ra một số tiền của như vậy để mà tái tạo cái hương thất lại cho Đức Thế Tôn, nên ta thỏa thích vỗ tay cười. Và sau khi ông bỏ tiền ra cái số tiền của nhiều như trước thì ông cất xây cất lên cho chư tăng và Đức Phật với 2.000 vị tỳ khu. Và thấy ông bá hộ làm như thế thì tên trộm này nó nghĩ thầm: ta mà không giết chết được cái ông này thì ta không thể nào rửa được cái nhục này. Và bắt đầu cái anh chàng này nghĩ giết cái ông mới được. Thế rồi anh ta cột cái dao găm và giấu vào thắt lưng và đi. Và chờ cái cơ hội thuận tiện thì đã ra tay giết cái ông bá hộ này. Còn cái ông bá hộ này sau 7 ngày trai tăng đến tăng chúng thì với Đức Phật thì ông ta nói là nhờ người đốt ruộng con mà chặt chân bò trong chuồng bò 7 lần. Bây giờ đây cũng nhờ cái người đó đốt hương thất thì con mới có dịp làm phước. Vậy trong cái cuộc phước thí này, cái phần phước thứ nhất con xin cho cái người đó. Nghe ông bá hộ nói như thế thì tên trộm mới nghĩ: ôi, nặng thay là nghiệp của ta đã tạo, ta đã xúc phạm đến cái ông bá hộ như vậy mà ông chẳng có cái chút gì giận ta, ông lại còn cho ta những cái phần phước thứ nhất trong cuộc thí đó. Ta là một kẻ phản bội nên ta không xin sám hối. Một người như thế hình của chư thiên sẽ giáng xuống đầu ta. Và cái tên trộm quỳ mọp dưới cái chân ông bá hộ đó và nói rằng là: thưa ông chủ, xin ông chủ xá tội cho con. Thì cái vị chủ đó tâm rất là rộng rãi, việc đó không có chi. Nghe vậy thì tên trộm mấy này thưa là: thưa chủ, bao nhiêu việc ông vừa kể ra đó chính con đã làm, xin ông hãy tha tội đó cho con. Thì ông bá hộ mới hỏi rằng là: cứ rồi từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như vậy? Thì tên trộm mới nhắc lại mấy cái lời của ông đã nói. Thì ngày mà ông bá hộ đi ra cổng thành thấy anh ta nằm ngủ, rồi nói tiếp rằng: vì cái nẻ đó mà con đã quán hận và đã khởi lên cái ác ý để hại ông. Thì cái ông bá hộ mới nhớ lại mình đã có mấy cái lời đó thì bèn nhận lỗi. Và ông ta có nói như vậy: thôi con hãy miễn tội cho ta. Và ông xin lỗi cái tên trộm rồi ông nói: thôi con hãy đứng dậy và ta tha tội cho con hãy đi đi. Thưa ông chủ, nếu ông chủ đã tha tội cho con thì xin ông chủ cho con đưa cả vợ con đến làm tôi tớ trong nhà ông chủ. Và việc con làm đối với ta là đã dứt khoát từ đây rồi. Ta không có thể bàn đến cái chuyện ở chung trong một nhà. Con không có phận sự chi ở trong cái nhà của ta. Ta tha con, thôi con hãy đi. Chính vì tạo cái nghiệp đó,
khi hết tuổi thọ thì tên trộm bị sa xuống cái địa ngục A Tỳ và bị thiêu đốt rất là lâu ở nơi đó. Cái quả dư xót bây giờ tái sanh nằm ngạ quỷ mình chăn và trên cái đỉnh núi Vichakuta và hằng bị cái lửa đó thiêu như vậy. Và sau khi giải rõ cái nghiệp đó của cái ngạ quỷ thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng: này các tỳ kheo, những cái hạng người ngu dốt khi làm những cái việc ác thì không có tự biết mình, chỉ nuôi lớn những cái tự ngã xấu xa. Nhưng mà về sau chính những cái nghiệp của họ đã tạo, nó sẽ tự quay lại thiêu đốt họ, chẳng khác nào lửa rừng tự nhiên bốc cháy lấy mình vậy. Nói rồi thì Đức Thế Tôn thuyết cái bài pháp và ngâm kệ rằng: Atha papa nikamma ni karambano na bucchati sehi kamme hi dumme tho ác ký đáp thô quát tác và ti. Đó là cái câu chuyện mà chúng con kể đến chư đại đức tăng, và chúng tôi xin đọc lại cái bài kệ ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đi vào cái bài pháp này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, không có cái gì sanh khởi, không có cái pháp nào sanh khởi thì cũng không có tham, không có sân, không có si, không có ám muội, không có tà kiến, không có địa ngục, cả quỷ súc sanh, không có rồng rắn, châu bò, lai mẫn, người hèn, kẻ trí, phải không? Nhưng mà vì các pháp hữu vi có duyên sanh nên cái hình tướng của nó có người hiền trí, có kẻ ngu, có đọa xứ, có súc sanh, ngạ quỷ, Atura. Nếu không có cái thấy và không có cái được thấy thì không có tham, không có sân, không có si. Cũng vậy, không có cái được thấy đó thì cái ông bá hộ này không có nói cái anh chàng này là kẻ trộm. Anh chàng này làm mướn cho ông ta mà ông ta quên, lô tì ở trong nhà nhiều, nhưng mà vì nằm ở cái đó cái chân đầy đất như vậy thì vô tình ông bác hộ này nói những cái lời rất là chân thật. Cái người hầu đó lại nghĩ cái lời nói đó là sỉ nhục mình, là kẻ ăn trộm. Cũng vì cái thấy cái nghe, đúng không? Tất cả chúng ta si mê đọa xứ luân hồi dài hay mau, và có chấm dứt được nó hay không? Thì đều bắt đầu từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đục, xúc chạm trong đời sống hàng ngày này. Nếu cái thấy và cái đối tượng được thấy không được hiểu như chúng là, thì ngạ quỷ súc sanh Atula là rất thường tình, thưa quý vị, thường nắm luôn. Chính vì cái thấy và cái đối tượng được thấy không được hiểu nên là tham mới sanh, sân mới sanh, si sanh, chấp thủ mới sanh, tà kiến mới sanh, ngã mạn mới sanh, cống cao mới sanh. Thế giới này chỉ có uẩn và lắm uẩn thôi. Chỉ có năm uẩn và chấp thủ năm uẩn rồi lại sanh ra năm uẩn, rồi lại chấp thủ năm uẩn và sanh ra năm uẩn. Nhưng mà uẩn
chúng ta nói đến năm uẩn là cái gì? Chúng ta chỉ nói ở trên cái chữ của một cái bài trong sách vở, và chúng ta không biết được cái được thấy chính là uẩn, cái thấy cũng chính đang là uẩn. Cái chấp thủ vào cái được thấy cũng đang là chấp thủ về uẩn, không gì khác. Tóc là uẩn, răng là uẩn, da là uẩn, thận, tim, gan, mũ, máu, phẩm, mật, đàm đang là uẩn. Cơm ăn, nước uống hàng ngày chúng ta đụng chạm toàn là uẩn không? Xứ không, giới không, đế không? Chúng ta có bao giờ thấy biết về nó hay không? Hay là chúng ta học kinh Phật chỉ để làm một cái dàn sắt và chúng ta viết ra thật nhiều cái cuốn này, cuốn kia này tiếp tục ra đời, mà chúng ta không thực sự hiểu uẩn ở đâu, thế giới của nó là gì? Hằng ngày chúng ta đang chấp tóc, lông móng, răng da, cứng mềm, nóng nằm, đang là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Để nói điều gì vậy? Cái ăn chè đây do si mê, do không hiểu được. Mà ngày nào mà chúng ta không hiểu được năm cái uẩn trong đời sống hàng ngày này, nó là vô ngã, là vô thường, là biến đổi, thì chắc chắn một điều là người đó thì chưa thể nào có một cái chút máy may nào mà để mà nói là người trí được cả. Không có. Dầu có học bao nhiêu kinh điển của Đức Phật thì cũng chưa gọi là bậc trí, vẫn nằm trong những kẻ ngu. Và chúng ta thấy thôi, vì không hiểu được nên là xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nói một đằng, chúng ta làm một nẻo. Giáo pháp của Đức Phật tất cả nó đi đến tan hoại và nó tan vỡ hết, nó bị loạn pháp. Thế giới của chúng ta đang học pháp bây giờ là nó đang rất là nhiễu loạn, các cái pháp nó rất là nhiễu loạn. Và nếu một đời sau nữa chúng ta sanh ra thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được cái lý tánh lý tứ thánh đế mà khó. Và người ngu thì chúng ta nên nhớ rằng không phải là cái môi trường tốt đẹp, môi trường chùa chiền không có những cái con người như vậy. Không phải như vậy. Ngày nào mà chúng ta không hiểu thực sự về các căn môn sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chúng ta làm những cái điều mà chúng ta tưởng rằng chúng ta là có trí, chúng ta tưởng là chúng ta làm cái việc đó rất là nhiều phước báo. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta xây chùa to lớn như vậy là phước báo vô lượng vô biên. Chúng ta sai lầm cực kỳ lớn được rằng là cái tâm dính mắc của bạn vào cái đó mà bạn không hề hay biết được rằng đó là một cái nhà tù, đó là một cái địa ngục, đó là nơi mà cái kẻ ngu nó nhốt.
Còn ở vấn đề ở đây thì chúng ta biết được cái kẻ ngu này, cái câu chuyện của cái người này thì nó đã xong rồi, thì chúng ta biết là cái việc làm của anh ta đối với công bá hộ đó là anh ta bị địa đọa địa ngục như vậy, chúng ta thấy cái thành quả đó rồi. Nhưng mà cái câu phúc cú này là Đức Phật giáo hóa đến chư tăng thiện nam tư cư sĩ đệ tử của ngài, chúng ta phải luôn luôn hiểu về cái điều đó. Và ngài nói lên cái pháp của kẻ ngu, tức là cái pháp mà cái người mà không có rõ biết các pháp, sống chỉ sống với cái ngã mạn, với cái sự cống cao, với cái tôi của mình, mà bất chấp những cái lời của các bậc hiền trí chỉ bảo ban ấy này kia, mà mình sống theo cái sự mà cái tôi của mình thích làm cái gì thì mình làm. Và người như nào là người ngu thì chúng ta biết rồi. Người ngu thì nó có ba cái tướng. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cái kẻ ngu đó thì cái thân nó nghĩ người khác, nó làm người khác, khẩu nó nói người khác, ý nó nghĩ người khác. Vì sao vậy? Vì họ không có thấy được cái sự vận hành của ngũ uẩn bên trong của chính họ. Chỉ phục vụ tham cho con mắt, cho cái lỗ tai, cho cái miệng, cho cái thân, cho cái ý nghĩ bồng bột của họ thôi, chứ họ không có suy xét đến những cái pháp thâm sâu. Kẻ ngu thì luôn luôn có ba cái tướng trạng: thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ác ở đây là không phải là có những cái người ngu bộc lộ ra cái lời nói rất là sổ sàng, chửi rủa, la hét. Thân thì họ cầm cây cầm gậy đánh đập, mặt họ đỏ phừng lên, tía tai lên. Thì cái kẻ ác đó, rồi có những cái kẻ ngu nhưng mà theo cái chiều hướng nào thâm hiểm, luồn lách và biển lận. Những cái dạng phiền não do phân tập nhiều đời. Nên là chúng ta mới thấy được chúng sanh có rất nhiều những cái nghiệp duyên khác nhau. Và chúng ta hiểu pháp là chúng ta phải hiểu trên cái phương diện pháp nó vận hành, chứ không phải chúng ta đem ra đây để mà chỉ trích người này hay người kia, mà chính cái pháp nó vận hành theo cái chiều hướng của nó như vậy. Để nói lên chúng ta phải thấy được rằng sợ hãi khi mà pháp bất thiện sanh khởi. Và người ngu thì họ không có thích tiếp cận với sáu pháp, không có tiếp cận với lời dạy của bậc hiền trí. Họ không có ưa chuộng gì giới hạnh, họ không có ưa chuộng gì cái sự kham nhẫn, không có thích cái lòng từ bi hỷ xá. Kẻ ngu nào như vậy, họ không thích những cái con người hiền thiện. Một kẻ ngu thì họ không có biết phân biệt được ác thiện, không có biết phân biệt được cái nhân quả, và không, họ không có nhìn rõ được cái vô minh.
sau cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của đụng, của xúc chạm, họ không biết được. Họ luôn luôn nghĩ về tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Họ không biết được những cái thấy là vô thường, cái thấy là khổ. Được thấy là vô thường, cái được thấy là khổ. Họ không biết được cái thấy là khác, cái đối tượng được thấy là khác. Họ không biết được rằng con mắt này nó không biết thấy, không biết nghe, không biết ngửi, không biết nếm, không biết xúc chạm. Con mắt này nó không biết buồn vui, không có biết cảm thọ. Họ làm sao họ biết được những cái điều đó? Họ không thể rõ biết được những cái điều đó. Người ngu thì làm sao biết được cái âm thanh này? Nó không biết nghe, không biết ngửi, không biết nếm, không biết xúc, không biết chạm. Không biết u, không biết buồn, không biết ai cả. Chính vì vậy nó mới chấp âm thanh, nó mới giận hờn. Người ngu thì không biết được là thức này. Nhãn thức thì nó chỉ rõ biết đối tượng thị giác. Nhĩ thức thì nó chỉ rõ biết âm thanh. Tỷ thức thì nó chỉ rõ biết mùi. Thiệt thức thì nó chỉ rõ biết vị. Còn ý thức á, nó chỉ rõ biết được thọ tưởng hành. Và các cái đối tượng năm trần cảnh đi vào là những cái cảnh pháp. Người ngu thì không biết được rằng thọ này nó không biết gì cả. Thọ này nó chỉ là một cái cảm giác, do một cái duyên của cái xúc chạm ba cái pháp đó và sanh lên một cảm thọ. Cảm thọ nó không biết buồn, không biết vui. Cảm thọ nó không biết khổ. Cái mà biết cảm thọ khổ là ý thức. Cảm thọ nó chỉ sanh ra như vậy thôi. Nếu mà cảm thọ nó biết được buồn, được vui thì nó không bao giờ sanh ra cái buồn. Nó sanh ra vui hoài, nhưng mà không phải. Cảm thọ chỉ là một cảm thọ. Người ngu thì không có biết được rằng là cái biết này nó chỉ biết đơn thuần. Cái biết này nó không có vẽ vời, nó không cho cái thấy là tôi, cái nghe là tôi, cái ngửi là tôi, cái nếm là tôi, cái xúc chạm là tôi. Cái biết thì cái biết ở căn nào thì nó biết cái đối tượng đó một cách trong sáng, rõ biết vậy thôi. Nó không có đặt tên tuổi cho bất cứ một cái gì ở trên đời này cả. Người ngu thì không biết được cái tưởng này, nó cũng không biết ai cả. Nó chỉ nhớ cái gì, những cái bóng ảnh nào của thọ, của tưởng hành sanh chung và cái đối tượng của nó. Chứ cái tưởng nó cũng không biết buồn, biết vui, biết khổ, biết sầu gì cả. Cái tưởng nó không biết suy nghĩ, cái tâm nó không biết suy nghĩ, cái thọ nó cũng không biết suy nghĩ, cái sắc nó cũng không biết suy nghĩ. Làm sao mà kẻ ngu biết được? Mà cái người mà muốn hết ngu, bậc hiền trí biết về cái này, nó vô thường, khổ, vô ngã, nên bậc trí không bao giờ làm điều ác. Chắc chắn là cái điều đó là phải thôi. Và cái mà nó cho rằng thế giới này đẹp xấu chính là hành quẩn. Đó.
Chính vì cái hành, cái tư này nè, nè, do người trí biết rõ về nó, thiện ác về nó, à, người ngu làm sao mà biết được. Chính vì vậy mà biết rõ được thiện và bất thiện, Ngài không có hoan hỷ với thiện, cũng không có hoan hỷ với bất thiện, mà Ngài xuất ly ra khỏi thiện và bất thiện. Nên chỉ có con của Đức Phật mới trở thành bậc hiền trí được thôi. Còn thế gian làm sao mà có được? Ai nói những cái pháp này để mà nghe được? Thế gian đang chìm trong dục, chìm trong vô minh, chìm trong bóng ảnh từ sáng tới chiều. Họ cũng sống bao nhiêu đó pháp thôi, nhưng mà họ không hiểu được. Nên là do người ngu không có hiểu được pháp thiện và pháp bất thiện, do người ngu không hiểu được cái tính nhân quả, người ngu không có hiểu được cái sự vận hành của nhân duyên và của luân hồi, do đó người ngu sanh ra những cái loại tà kiến, thường kiến, đoạn kiến. Chính vì vậy người ngu tạo ra rất nhiều ác nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết hại những cái bậc thánh nhân, chỉ vì người ta thánh thiện, mình tức tối chịu. Và chúng ta thấy ở bên Miến Điện cũng vậy, hay bên Sri Lanka, hay là bên Bangladesh cũng vậy, thời buổi bây giờ những cái người Hồi giáo họ cực đoan, họ giết các cái nhà sư tu hành tinh tấn. Chúng ta nhìn thấy những cái kẻ ngu thì thường xuyên bị những cái phiền não xúi dục làm những cái điều ác, những cái điều không thiện. Do vậy thế gian này chúng ta mới thấy rằng là có những cái chúng sanh sanh ra nó cục cả hai tay hai chân, mà nếu còn bị mù nữa. Mà đó là Đức Phật cũng vậy, là cái quả đó là quả thiện đó. Thì chúng ta biết được cái sự dư sót của nó, nó trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cái vòng luân hồi, nó đến cái thế giới loài người này. Chỉ còn chút phước báu mà nó biểu hiện ra cho chúng ta thấy được rằng là lúc mà nó chịu những cái quả đắng cay trong địa ngục này như thế nào. Quả thiện mà được làm người như vậy mà đã khủng khiếp như vậy. Và người ngu đó thì rất thích thú trong cái việc làm ác, nhưng mà làm xong rồi á thì kinh cảm, sợ hãi, lo âu, co rúm và trốn tránh, bởi vì phiền não nó thiêu đốt. Ngay cả cả đời sống này không ai làm gì họ, nó cũng thiêu đốt, héo sầu, chất dần, chất mòn. Nếu tạo ra những cái ác nghiệp mà nặng nề, thì chúng ta đã thấy rất nhiều người giết người, trốn chui, trốn mũi, rồi rút cục thì mặt mũi cũng xanh xao và tự khai ra những cái điều lỗi lầm đó. Để cho chúng ta thấy được phiền não và vô minh nó lớn đến mức độ như thế nào. Tham sân si, chúng ta nói chuyện chơi thì nó dễ, nhưng mà không dễ chút nào. Đừng có nghĩ rằng chúng ta nghĩ rằng là trời ơi, tôi phát chiếc y mấy chục năm về các sư thánh thiện có dễ bỏ được tham sân si quá.
Không bao giờ có chuyện đó đâu, không bao giờ có chuyện đó. Người nào mà không thấy pháp, không thấy được căn môn của mình á, đừng có nói gì đến từ bỏ cả. Xin thưa với quý vị, cái miếng ăn đầy xác chết ở trên bàn đó, à, ngồi đơn xà xuống, mình gấp cái gì biết liền. À, hằng ngày chúng ta luôn phục vụ cho ông chủ của mình, đó là tham. Đừng có ai nghĩ rằng là mình tài ba lắm. À, cái người nào mà thấy cái năng lực, cái mãnh lực của tham đó, của sân đó, của si đó, à, từ cái đũa gắp, từ cái ánh nhìn của mình, từ cái câu nói của người khác, à, thì người đó mới biết được cần phải thu thúc và phát triển chánh niệm cái con đường tứ thánh đế như thế nào. Còn ngôn ngữ để mà mình thuyết giảng này kia thì xin thưa mấy quý vị, nó cũng không đến đâu cả. Những cái người mà không có hiểu giáo pháp thì thuyết giáo pháp của Đức Phật, người bình thường nghe có vẻ hay vậy thôi, chứ còn cái người người ta nghe đúng cái pháp của Đức Phật dạy rồi đó, người ta thấy nó không có gì trong này hết, không có một cái gì trong này hết. Cái nguyên lý mà nó sanh ra ngũ uẩn, mà thậm chí chúng ta giảng pháp mấy chục năm chúng ta còn chưa nói lên được, và cũng chưa thông báo một cái thông điệp nào cho Phật tử thành mạch về cái ngũ uẩn này nó sanh khởi, cái nguyên lý nó sanh lên như nào. Chúng tôi đã nghe nhiều, cũng chưa thấy, ít có thấy một cái người nào nói lên cái nguyên lý mà nó sanh ngũ uẩn một cách mà nó đúng pháp, để mà cho cái người nghe nắm bắt được, để mà đi vào cái con đường áp dụng của nó.